chị. Chào chị Đào, em Kim Thanh đến từ chương trình Tự Tin Đẹp. Thôi chị đang... em không mời em vào nhà chơi. Đi về hả? Dạ. Chị Đặng Thị Bích Đào, 30 tuổi, đã lập gia đình và có hai con. Công việc hiện tại của chị Bích Đào là nội trợ và quán xuyến công việc buôn bán phụ tùng xe gắn máy tại quận Thủ Đức. Vì sao chị Bích Đào lại đăng ký tham gia Tự Tin Đẻ Đẹp? Chị đi làm ở ngoài hả? Hay là ở nhà kinh doanh? Đâu, chị có ở nhà kinh doanh thôi, chứ đâu có đi đâu đâu. Trước đây thì là có học đại học xong thì mình có đi làm kế toán cũng được 2 năm. Xong rồi lấy chồng, lúc đó cũng có con nữa thì mình quyết định là thôi ở nhà vừa chăm con vừa kinh doanh. Dạ, khi mà về đây làm rồi thì mình có buồn không, rồi có tiếc cái công việc cũ của mình không? Chứ cũng tiếc cũng chưa bộ, tại vì nói thiệt á, đi làm á, là được ăn mặc đẹp, được chân được diện, đúng không? Thì đi học đồng nghiệp rồi nhiều khi á, cái tiệc tùng mình cũng được tham gia. Ở nhà này mình đâu có ai đâu, cho nên nhiều khi cũng không có gặp ai, cũng chả cần phải chân diện, cứ vậy. Đó thì bây giờ là nó đã bị trong cái suy nghĩ là thôi không gặp ai, nó cứ như vậy, không cần chân diện. Sao bây giờ lại đăng ký tham gia vào chương trình này để thay đổi làm đẹp làm gì hả chị? Thì tại vì thật ra nói không gặp ai thì cũng không đúng. Khách hàng tới cũng nhiều mà chủ yếu mặt hàng của mình bán toàn là khách hàng nam không à. Nữ ít lắm, mà chẳng lẽ giờ để cái mặt phơ phơ vậy rồi quần áo sụp sạch vậy nói chuyện với người ta rồi khi ta đến thấy trời ơi chủ quán gì mà xấu quá. Suy nghĩ trong đầu chắc phải làm sao cho nó khác khác một xíu, khách hàng đến thấy mình mỗi ngày một đẹp hơn thì người ta khen mình, ta thấy nói chuyện chủ quán nói chuyện được thì dễ thương nè, ta đến nữa. Thì chị hay ăn mặc như thế nào? Thì ở nhà cho nên là cứ ăn mặc đồ bộ cho nó thoải mái. Đúng rồi, chứ leo trèo cho nó dễ. Nhưng có những cái mặt hàng trên cao á, chứ mặc mấy cái đồ bó bó vậy á, trèo quá nè. Nhưng mà bây giờ thí dụ như mà tham gia chương trình xong, một chương trình cứ bắt mặc đầm, không lẽ leo trèo mặc đầm để leo luôn? Thì vẫn phải là không mặc đầm, nhưng mà có thể là mình thể diện một bộ đồ nào đó như quần jean hơn, ngắn hoặc là dài, nói chung cách điệu một xíu, áo thun ôm ôm thì chắc cũng hợp. Rồi, tức là bây giờ để thay đổi phong cách, không phải mặc đầm để làm cái công việc này, nhưng mà mặc đầm mình cũng có thể đi những cái dịp khác. Còn trong cái công việc thì mình sẽ mặc những cái trang phục mà nó khỏe khoắn hơn. Nhưng mà lúc đó thì cũng đã biết cách gọi là chỉnh chu cái ngoại hình của mình rồi, nên là cũng trau chuốt cho mình hơn tí xíu, đúng không? Còn đi tiệc tùng thì sao chị? Đi tiệc thì có diễn hơn xíu là cũng mặc đầm, nhưng mà cái đầm nó cũng có đi đi lại có kiểu đó à. Nó không có gì là phá cách hết trơn á. Còn ông xã mình thật sự là ảnh ít khi nào mà khen lắm. Ví dụ như trong tủ mình có 10 bộ đồ, chứ mặc được chỉ có một bộ đó là trong mắt ảnh là thấy phù hợp, ảnh thích thôi. Muốn là lúc nào là mặc bộ đồ nào ảnh cũng phải khen lên. Tóc của chị Đào thì từ trước tới giờ thì chị hay để kiểu tóc như thế nào? Tóc dài không à, chưa bao giờ để tóc ngắn hết trơn, màu đen. Tóc mình ít nữa, không biết thay đổi như thế nào làm cho nó hợp. Cứ để tóc dài xong rồi búi lên rồi buộc lên gì vậy. Chị Đào là cao 1m mấy? Có cao 1m53, 46kg. Vậy là cũng được rồi. Trời ơi, hồi chị mới sinh em bé thứ hai chị nặng 56kg. Cứ xong rồi quyết tâm đi giảm béo. Sáng ra một tuần mình chỉ tập aerobic có 3 ngày thôi. Và mình về mình kết hợp với mình uống nước cam với lại nước chè xanh. Không ngờ gì mà nó hiệu quả nhanh ghê luôn á. Cũng có nhiều người hỏi là làm sao mà giảm cân thì mình cũng có chỉ, nhưng mà không biết người ta có làm giống như mình không. Cũng giống như những nhân vật tham gia chương trình Tự Tin Đẻ Đẹp, hôm nay em đưa chị Bích Đào đến với shop thời trang Honey ở đường Lý Tự Trọng. Bây giờ thì hai chị em mình sẽ gặp stylist Tín Nguyễn. Rồi xin mời stylist Tín Nguyễn. Rồi, chào anh. Giới thiệu với anh đây chính là chị Bích Đào. Tại vì em ở nhà buôn bán nên là ăn mặc những bộ nó bình thường thôi, nó không có gì là đặc sắc hết trơn á. Cho nên là em hôm nay muốn nhờ chương trình là đưa em đến đây để gặp anh stylist Tín Nguyễn để là tư vấn cho em bộ đồ nào á, nhìn dù ở nhà hay là đi đâu ngoài đường hay là đi tiệc nó có gì đó khác lạ so với em mọi ngày. Anh rất là ưng với là góc dáng với lời của chị Bích Đào, thì rất là thon và gọn. Thay vào đó mình chọn những cái màu sáng hơn một xíu để em nghĩ nó sẽ đẹp hơn. Mà em cũng muốn đánh giá trang phục của chị, rất hôm nay mặc rất ok, nhưng mà chỉ có đôi dép thôi.
quen ở nhà mặc cái dép này nè cho nó thoải mái. Thì để biết chị có chọn mình trang phục như thế nào thì em cũng mong là chị đi vòng vòng đây đây, kiếm cho em những bộ trang phục mà chị cảm thấy thích đi. Rồi bắt đầu là em mới tư vấn cho chị thêm, bắt đầu em lựa chọn cho chị trang phục phù hợp với chị hơn. Rồi chị đi một mình thôi. Vì tính chất công việc nên ở nhà chị Bích Đào thường lựa chọn đồ bộ, quần jean, áo thun và đặc biệt là yêu thích màu đen huyền bí. Hôm nay đến với shop thời trang Honey, chị Bích Đào có thay đổi được thói quen. Đây là những ba bộ mà chị vừa chọn ở shop nè, cảm thấy là ưng ý nhất, không biết là sao Lý thấy có hợp với chị không? Vẫn không quên màu đen. Thực sự chiếc đầm này cũng phù hợp với chị nha. Điểm bàn, khá đẹp. Nếu mà chẳng hạn chị có thể là chị đẹp rồi, nhưng mà mình có những khuyết điểm nhỏ, chẳng hạn cái phần hông mình đôi khi cũng rất là to thì bận người lộ rồi nó bùng lên, cái này nó rất là xấu, cái điểm gấp không thích bộ này. Bộ này thì cái màu chị chọn là ok, màu sáng nó thể giúp cho chị trắng da hơn, cái màu hồng da như thế này. Nhưng mà mình mặc không khéo nên là mình bị ngủ. Đây, nghĩa là mình xuông hở như thế này. Đó, thực sự là cái này dành cho những cô nàng trẻ trung, vóc dáng cao, làn da trắng thì còn mặc rất là thời trang. Và cái này em cũng không chọn. Cũng không chọn luôn. Nhưng mà cái bộ đồ này em đã rất ok. Đây, đầm nó có một cái nó rất là sang, nó giống như bộ đồ giả vét vậy. Năm nay cổ tim cái kiểu góc như thế này rất là thời thượng. Thời điểm làm cho chị rất là trang trọng, không có chất liệu gì dặn nữa. Cho nên nó sẽ bộ đồ này là bộ đồ chị chọn cảm thấy thứ nhất và thích nhất. Nên lựa chọn những kiểu như thế này. Nếu thật sự bỏ nó từ dưới thích ra cũng rất là đẹp. Đây là bộ đồ mà chị chọn đúng ý. Vậy là chọn trong 3 cái cũng được, 1 cái mà stylist ưng ý. Với chương trình này thì em sẽ tìm một bộ trang phục mà em cảm thấy là ưng ý với chị, mà em cảm thấy là để thích hợp để biến hóa cho một chương trình như này thì em sẽ tìm một trang phục. Cũng là trang phục màu trắng thay bằng chất liệu trơn, thì đây là chất liệu ren, cũng hở vai như một chiếc đầm màu hồng da khi nãy. Thì trang phục như thế này nó sẽ ôm sát người chị, nó sẽ khoe trọn bộ lưng của chị, nó giúp cho chị sexy hơn nhưng mà vẫn kín đáo và vẫn trẻ hơn và thay đổi cái phong cách của chị từ trước tới giờ. Bộ này mình chưa mặc bao giờ luôn á. Đầm ôm màu sáng, nó sẽ ôm co thắt hết cả ba vòng của mình, nó sẽ đưa ra những cái vòng đẹp nhất và những cái đường cách ao như thế này sẽ cho chị trẻ trung hơn. Những bộ trang phục này chị thích hợp đi dạo phố, đi tiệm, tránh hạn chế đi làm. Ra đường cũng thích cái kiểu vậy nè, vừa sexy mà vừa ôm là cũng thích lắm, nhưng mà không dám chưa thử bao giờ. Bây giờ thử luôn. Bây giờ em sẽ đưa chị vào bên trong thử ngay nha, và hy vọng là chiều ngày hôm nay chị Bích Đào của chúng ta sẽ trở nên thật xinh đẹp và lộng lẫy. Cảm ơn chị. Và Kilo xin chào. Giới thiệu với chị Bích Đào, đây chính là bạn Ngọc Bích, là chuyên gia của salon tóc Shipper Tokyo. Và hôm nay thì chính tay của Bích sẽ làm cho chị về tóc nè, cũng như là về make up nữa. Thì bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào làm nha, rồi xin mời. Dạ, cái độ dai tóc hiện tại thì em thấy cũng phù hợp với gương mặt của mình rồi á. Nhưng mà gương mặt của chị hơi tròn nên là khi mà cắt thì em sẽ cắt một ít phần layer từ trên này xuống thì nó sẽ giúp gương mặt của mình nhìn hơn, gọn hơn. Với lại phần mái thì có thể mình đổi ngôi một chút xíu qua bên này á, thì đường ngôi nó sẽ bồng hơn, tóc nó sẽ bồng bềnh hơn và hợp với trang phục ngày hôm nay của mình nữa. Thì hôm nay trang phục của mình nhìn cũng rất là quyến rũ nên là em sẽ nhuộm màu nâu hơi đỏ nhẹ chút xíu để da mình hồng hơn và trang điểm để nhìn cho mình quyến rũ nhất. Dạ. Chị Đặng Thị Bích Đào, bà mẹ hai con, đến với chương trình Tự Tin Để Đẹp, hy vọng sẽ được đẹp hơn, nổi bật hơn khi đến với bất cứ buổi tiệc nào. Các chuyên gia sẽ làm gì với mong muốn này của chị ấy? Quý vị và các bạn thân mến, trước khi biết được ngoại hình mới của chị Bích Đào ngày hôm nay sẽ được thay đổi như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chị Thanh Ca, là người bạn rất là thân của chị Bích Đào quý vị nhé. Đào thì bình thường thì khá là hiền, một người mà dịu dàng và nữ tính nhất đáng.
Đào thích là để tóc dài nè, rồi uống tóc xoăn, mặc váy chung với lại những cái kiểu áo sơ mi bèo vốn rất là nữ tính. Khi mà nghe Đào đăng ký chương trình này thì mình cũng rất là háo hức mong chờ xem là Đào sẽ thay đổi gì sau cái chương trình này. Để xem nè chị Bích Đào ngày hôm nay sẽ như thế nào ha chị Ca ha. Xin mời chị Bích Đào. Ngày hôm nay á là Đào rất là xinh. Thường thì Đào là phong cách nữ tính nhưng mà ăn bận thì bản thân nói thẳng tí hơi quê. Nó cũng là một cái style của Đào nhưng mà hôm nay thì thấy rất là hiện đại và trẻ trung. Nhưng mà riêng với bản thân của chị thì sau khi được thay đổi thì chị cảm thấy như thế nào? Khi mà mình được các chuyên gia tháo màn xuống cho mình thật sự là rất là bất ngờ. Tại vì thấy chân mình lạ quá đi. Chứ bao giờ mà mình trang điểm mình mà cái mặt mình nó thay đổi rất là nhiều. Cả cái phong cách ăn mặc bộ đầm này nữa nó đi chung nó chung là hoàn toàn xa khác xa hàng ngày. Dạ. Mặc dù đã có hai con nhưng vóc dáng của chị Bích Đào vẫn rất cân đối nên việc khoác lên người chiếc đầm ren màu trắng dài qua gối hông tay ôm sát cơ thể đủ làm cho chị Bích Đào nổi bật và quyến rũ hơn. Mái tóc thẳng đã được uốn lượn bông bên tạo mái nhuộm màu nâu ánh đỏ, trang điểm nhấn mạnh vào đôi mắt thực sự đã làm cho chị Bích Đào sang trọng và ấn tượng hơn. Quá trình thay đổi đã hoàn tất. Hôm nay em đã nhuộm cái màu nâu đỏ thì nhìn tóc mình nó sẽ bóng đẹp hơn. Mình gội vài lần nó sẽ sáng hơn chút xíu thì da của chị nhìn sẽ sáng hơn rất là nhiều. Trán mình hơi cao thôi nên là khi bình thường chị khi đường ngôi bên này á thì mình có thể đổi đường ngôi vừa qua thì cái phần tóc bên đây nó sẽ bồng hơn và mình hất mái lên phía sau thì mình sẽ quyến rũ hơn rất là nhiều. Với lại về trang điểm thì mắt với lại mày của mình đã có khuôn sẵn rồi á nên là mình chỉ cần đánh nhẹ màu hồng lên và kẻ eyeliner nhẹ một chút xíu thôi. Với lại son thì có thể dùng màu hồng là màu cam nhẹ lên được. Thì hôm nay mình rất là vui và cảm ơn chuyên gia đã làm cho mình hoàn toàn khác hẳn luôn á. Mình thật sự nói là rất là bất ngờ và hy vọng là chị Bích Đào sẽ càng trở nên xinh đẹp và lộng lẫy hơn nữa nhờ phiếu quà tặng mỹ phẩm và chăm sóc da mặt của Star Bình Tân. Rồi xin được gửi tặng đến chị. Cảm ơn. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta cũng đã chứng kiến được sự thay đổi của cả hai nhân vật trong chương trình. Quý vị cảm thấy như thế nào ạ? Kim Thoa thì cảm thấy rất là tuyệt vời. Và nếu như quý vị và các bạn cũng muốn thay đổi thì hãy nhanh tay đăng ký thông qua Facebook của Tự Tin Để Đẹp. Và nếu muốn xem lại những số mà chương trình đã phát sóng thì chỉ cần truy cập vào kênh YouTube MCV Media hoặc HTV Entertainment. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. 18 giờ thứ bảy tuần này xem gì trên HTV7? Những cô nàng siêu đáng yêu, những anh chàng siêu hài hước, những chuyến đi thú vị nhưng cũng lắm gian nan. Con đã lớn khôn, 18 giờ thứ bảy hàng tuần chỉ có trên HTV7.